Mình một đội hay hai đội vậy? Không có một đội hai đội gì đó. Cái gì khó mà đẩy tôi ra không à? Ê, chính ra nãy giờ là anh sai 5 lần luôn á Huy. Đúng rồi. Thành hôm nay sao quả tạ. Coi mấy cái clip xong mình hay bị phá đó. Ai phá cho anh? Đang tổ chức. Con chọn đội nào con? Chọn đội này. Chào quý vị đã đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Và thưa quý vị, chương trình Biệt Tài Tí Hon là một chương trình hoàn toàn mới, tìm kiếm những tài năng nhí ở rất nhiều lĩnh vực. Và các em chỉ trong độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi, chúng tôi sẽ có 5 tài năng nhí. Các em lần lượt ra sân khấu biểu diễn và chúng tôi chỉ chọn một tài năng nhí duy nhất nhận được nhiều lượt bình chọn của khán giả tại trường quay nhất. Bước vào đêm bán kết, trên sân khấu của chúng ta có hai chiếc ghế màu xanh. Đó là nơi cư ngụ của hai đội bình luận viên. Ngay bây giờ sẽ là đội hình bình luận viên của buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu Trương Thành và chị Cẩm Ly. Và tiếp theo là ca sĩ Mỹ Linh và Phi Nào John Huy Trương. Tôi có ý kiến, có lẽ là cái đội bên kia tôi không hiểu vì sao mà họ lại có thể bước ra một cách sai concept âm nhạc như vậy. Một loại âm nhạc như vậy mà họ có thể nhảy chân sáo ra. Trời ơi, cái gì vậy? Nghệ sĩ hài làm sao hiểu được nghệ sĩ múa và nghệ sĩ hát? May ra có Cẩm Ly hiểu chúng tôi nhờ em nhỉ? Em đội chị hả? Ô, về em ca sĩ hài kịch. Dạ. Cả hai, dạ, hai ở giữa. Xin mời hai đội bình luận viên vào vị trí ạ. Ngày hôm nay thì hai biệt đội bình luận viên của chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Đó là đoán xem những tài năng nhí của chúng tôi sở hữu tài năng đặc biệt nào. Và ngay bây giờ sẽ là đoạn clip đầu tiên, xin mời. Phần trăm là thợ bánh. Anh Thành có thấy đồng ý với em không? Không. Cái gì vậy? Hay là bánh mà. Tất cả chỉ là ảo giác. Sự sắp xếp tinh vi, điêu luyện của ban tổ chức. Vì làm bánh thì mình phải có cái sự nhớ rất là tốt để biết mấy cái nguyên liệu. Đâu cần nhớ gì đâu, có Google cũng ra mà. Dạ, chúng ta vẫn thấy một sự đoàn kết nhẹ từ đội bên đây. Và bây giờ xin mời hai đội bình luận viên hãy đến với những gợi ý của chúng tôi. Đó là ca hát. Tiếp theo diễn kịch. Nhận biết nguyên liệu trong thức ăn. Sáng tác lời bài hát. Và làm các loại bánh ngọt. Tên bé là Quách Minh Minh thì là đúng rồi đấy. Khó phát hiện nha. Quá khó luôn. Làm các loại bánh ngọt cũng có thể. Mà đã làm các loại bánh ngọt thì phải biết nguyên liệu trong thức ăn. Nhưng mà tôi lại thấy bé này trông có xu hướng diễn kịch ấy. Diễn kịch? Ờ. Mà hát cũng được. Nhưng ở đây có một cái rất là lạ. Đó là sáng tác lời bài hát. Mà bài hát hồi nãy là một bài hát đã được sửa lại lời.
Dạ. Cho nên là không biết có liên quan hay không, hơi bị khó đấy nha. Thì linh cảm của nữ ca sĩ bà Cẩm hoàn toàn chính xác. Sáng tác lời bài hát sẽ là một biệt tài khá lạ mà ít ai có thể có. Mà tại vì cái lời trong bài hát này á, những từ dễ, không quá phức tạp. Đúng rồi ạ. Có đó, thể trẻ con. Có từ trẻ con, đúng rồi. Những khối não dưới 10. Khối não dưới 10. Và như vậy thì nãy giờ theo những cái suy luận của hai đội bình luận viên thì chúng ta phải đến lại quyết định cuối cùng rồi. Chúng tôi xin chọn sáng tác lời bài hát. Sáng tác lời bài hát. Đáp án cuối cùng của chị Mỹ Linh và anh John Huy Trần. Lúc nãy em nói diễn kịch đúng không? Dạ. Ok. Ca hát. Sao đâu, bình thường mà. Như vậy, ý kiến chung của chị Mỹ Linh và anh John Huy Trần đó chính là ca hát. Bây giờ, hãy xem câu trả lời từ bé Quách Minh Minh là gì. Xin mời ạ. Bây giờ, theo những gì đang diễn ra trên sân khấu thì nó có giống là con đang sáng tác lời một ca khúc hay không? Thôi đừng hỏi nữa. Là biệt tài của con là gì? Biệt tài của con là ca hát. Quy à? Dạ. Để anh có dài lời tâm sự với ban tổ chức đã. Dạ. Rảnh quá. Nhỏ ca thôi, mày đặt dựng clip hóa trang, làm bánh bắt bột, dựng kem, rồi sáng tác nhạc riêng. Sai hết trơn rồi Lý ơi. Nãy là chú Thành nghe cô tự suối đó con. Trời ơi, bây giờ đổ thừa hả? Phải đổ thừa liền chứ. Cái hình phạt của con dành cho cặp đôi này là gì? Là chú Trấn Thành phải hát bài Hàn Quốc. Cái này là con muốn hay là ba má con chỉ con muốn? Hả? Dạ không, mà với chú trong kia chị. Thôi chú cứ hát bài Hàn Quốc đi, ở đây đâu ai hiểu đâu. Chú này chú có biệt tài là sáng tác bài hát đấy con, sáng tác lời á. Cụ thể biệt tài của chú là sáng tác lời bài hát bằng tiếng Hàn Quốc. Hay quá cô Mỹ Linh, chỉ có cô Mỹ Linh hiểu chú Thành thôi. Quá hiểu luôn. Tôi sẽ hát cho quý vị nghe một bài hát kinh điển của Hàn Quốc. Nó là cái dòng mà classic cổ điển pha với lại một tí pop rock đương đại kèm theo ballad salsa và đẩy nhẹ một tí Barcelona. À gì? Bossa Nova ở trong. Là ghi chú cả hai ta, 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 là ghi chú cả hai ta. Chúc mừng sinh nhật đi. Cảm ơn. Ước gì nào, ước gì nào. Đúng không, bài cổ điển
kinh điển. Classic, hay quá. Tuyệt vời. Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Con thấy hình phạt vừa rồi dành cho chú Tấn Thành làm con vui chưa? Dạ rồi. Vậy con chừa cô Cẩm Ly lại chi? Đó. Nè 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 nè, cái này là phạt tội nhá. Quên rồi, đúng rồi. Cái này là phạt tội chung thì bây giờ Thành đã đợi. À, không sao mi đã, không sao mi đã. Mình một đội hay hai đội vậy? Không có một đội hay đội gì đó. Gì khó mà đẩy tôi ra không à? Bây giờ là thời khắc mà hai đội sẽ chiêu dụ con. Đầu tiên xin mời đội của anh John Huy Trân và chị Mỹ Linh. Cần gì phải chọn, cứ đoán đúng mà chọn. Đoán đúng, nhưng mà nhiều khi cô Mỹ Linh với là chú John Huy không có đúng cái sở thích của con thì sao? Cô Cẩm Ly hả? Là ca sĩ á, con biết không? Dạ biết. Ừ, cô Cẩm Ly dạy hát dân ca. Con ơi con, mai mốt con lớn con có muốn nói nhiều như chú Thành không? Ở nhà ba con có nói nhiều không? Dạ không. Đó. Thì nên con nên tìm một người chú nói nhiều. Để nói hộ những điều của ba con. Con vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nên con đó sẽ chọn. Đó là đội cô Mỹ Linh và chú Johnny. Con sẽ chọn ai? Con sẽ chọn. Cậu Cẩm Ly và chú Trấn Thành. Ủa sao vậy? Sao vậy? Đó, gia đình trắng. Quý vị. Gia đình em. Đâu phải đơn giản mà màu trắng nó tồn tại trên sân khấu này. Cái gì nó cũng có lý do. À thế là tôi đang mặc màu đen đây. Chị mặc màu trắng. Nhưng cái màu trắng đó là một màu trắng không chung thủy. Cái màu trắng có leo trên đó một số những cái cành hoa màu sắc. Đây, chúng tôi là trắng tinh khôi. Đen, trời ơi, bà luật sao bà lộ liễu dữ vậy? Không, trắng đen. Mới có tinh khôi, quá trời hộp luôn. Con tên là Minh Minh. Nếu yêu mến con, hãy bình chọn cho con Quách Minh Minh để con được vào vòng bán kết. Không biết là bé tiếp theo sẽ sở hữu tài năng như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi đoạn clip sau đây. Hãy đến với năm lựa chọn. Đầu tiên là diễn chèo, nhảy múa, thể hiện các bài hát bằng đàn nhị, biểu diễn đàn nhị, biểu diễn múa kiếm. Có nghĩa là như thế này, thể hiện các bài hát bằng đàn nhị có nghĩa là thay vì mình hát là và em muốn biết thì đó. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái biểu diễn đàn nhị là một cái bài đó. Anh Thành ơi, quay về vấn đề là anh sẽ chọn tài năng gì ạ? À? Ừ, anh đang nghiêng về diễn chèo em. Chị Cẩm Ly. Trời ơi. Ly hoang mang quá. Nếu mà chúng ta nghe bờ bến lại bài đàn gì sao? À. Tôi đang ngồi đây tôi quan sát anh Trấn Thành á. Mà tôi bắt đầu thương cái người nào mà trở thành vợ anh ấy. Tại cả ngày không cần phải mở tivi đâu. Dạ. Live. Sáng dậy là thấy cái tivi nó nằm cạnh rồi. Nhưng mà anh Thành ảnh có một cuộc sống nội tâm lắm chị. Chị quen hiểu anh. Tức là anh này có một cuộc sống nội tâm nhưng mà lại cần phải thể hiện cái nội tâm mới ra ngoài. Dạ. Đúng không? Đó là anh sống mà nội tâm lồi. Có những người ta sống nội tâm lõm.
thì người ta cất vào trong, tôi nội tâm lồi thì tôi đẩy nó ra ngoài. Ok. Bây giờ quyết định cuối cùng ạ, xin mời anh Trấn Thành và chị Cẩm Ly. Không đa nghi nữa, tôi chọn liền thể hiện các bài hát bằng đàn nhị. Thể hiện tất cả bài hát bằng đàn nhị. À. Chị Mỹ Linh và anh John Huy Trần sẽ chọn đáp án cuối cùng là. À, tôi thì tôi đang thấy số 2 đẹp, thôi tôi cứ chọn nhảy múa đi. Nhảy múa. Vâng, nhảy múa là quyết định cuối cùng. Okay. Bây giờ sẽ là câu trả lời từ tụi em. Xin mời bé Nguyễn Thu Giang. Ai mặc nọng lái lẩu, nọng lái lẩu. Ôi tức thiệt á, kỳ á. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thấy gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa có hay? Rằng tình yêu em gần bao năm, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như lá hoa đợi khi nắng mai. Vì đời mỗi ngày giang dở, tình ta chẳng phải nhỏ. Cho con quay, chú lo cho con, con xỉu, con bị té chống mặt. Đâu chú đang sợ là phải hát bài Hàn Quốc nữa thì không biết là chọn bài gì ấy con. À, Giang muốn chú làm với cô Cẩm Ly làm gì nào? Con thấy chú là múa dân gian ạ. Muốn chú thôi, múa dân gian. Làm như mấy con học xưa đi học, học từ chú quên học từ cô hả? Sẽ cái cô với con ngồi cho ngồi. Con thích chú múa dân gian, nếu cô múa thường lắm phải không? Đây, để cầm lấy. Và ra kia múa tàu dân. Thương Trấn Thành quá. Trấn Thành hôm nay sao quả tạ. Tang 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 tang. Tăng 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 tăng. Trấn Thành ký hợp đồng với đội múa của em. Yes. Đó. Con thấy đẹp không? Bình thường. Bình thường. Đấy. Con đờn á? Con quay trong cái clip là con đờn thiệt hay đờn giả vậy ạ? Cô hỏi gì ạ? Con ơi. Đàn. Có. Có. Cô xin lỗi. À, xin lỗi cô Tư, tại vì cái ngôn ngữ của cô nằm ở dưới hóc môn. Cái lạy đồ á. Cháu nó ngoài Bắc hơi khó. Là con biết đàn phải không? Con biết đàn, con học bao lâu? Con học chỉ còn mấy tháng ạ. Dạ, và bây giờ thời gian chiêu dụ đã hết rồi ạ. Ủa? Dạ. Chiêu dụ gì đâu ông nội.
em cho 30 giây nó giờ nó gì đơn không? Tôi mới phỏng vấn xin việc thôi à. Chưa có ra lương em ơi. Con ơi, quyết định con sẽ chọn đội nào? Con chọn đội. Chú Trần Thanh và cô Cẩm Ly. Vừa rồi á, khi mà con chọn đội chú Trấn Thành với cô Cẩm Ly á, trong đầu con nghĩ gì? Bởi vì cả nhà con bảo là chọn chú Trấn Thành và cô Cẩm Ly. Cả nhà của con. Cả nhà của con có mấy người? Bố, mẹ, có em ruột ạ. Có em ruột, có bảo chọn chú không? Em con thì chưa nói ra đáp án. À, em nó chưa có nói được phải không? Em nó chưa nói được thì nó có nhắn tin cho con bảo là chọn chú không? Các cháu bây giờ nó chưa nói được nhưng nó sử dụng điện thoại được. Dạ có. Có đấy được. Tôi nó bảo mà. Cũng bảo được hết. Giờ chúng tôi vừa phát hiện ra thêm một trường hợp đặc biệt, một tài năng nhí. Chưa biết nói mà đúng biết mèo. Khán giả ơi, hãy bình chọn cho con nhé. Và thưa quý vị, như vậy kết quả hiện tại là 2-0 nghiêng về đội anh Trấn Thành và chị Cẩm Ly. Nhưng chị Mỹ Linh và anh John Huy Trần đừng lo, chúng ta vẫn còn 3 tài năng nhí nữa. Cố lên, fighting. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy đón xem đoạn clip sau đây. Ghê quá em ơi. Nó đá mà nó tự bay vô nó dập luôn á. Nó ghê thiệt á. Dễ sợ thì anh không biết là cái biên tập nào mà cái sức tưởng tượng mà phong phú như phim hoạt hình. Khủng khiếp thiệt. Và đây sẽ là 5 lựa chọn mà chương trình dành cho 4 huấn luyện viên ạ. Xin mời. Cầu thủ nhí. Thần đồng cờ vua. Biểu diễn đá bóng nghệ thuật. Bình luận viên. Biểu diễn đánh trống. Wow. Và xin mời chị Mỹ Linh. Đội của chúng tôi thì đoán thì là luôn đúng, nhưng mà thế nào rồi là các cháu lại cũng chọn về đội của anh Thành. Thôi lần này để cho Thành đoán trước đi. Nhưng mà em muốn hỏi anh John Huy một chút là, thì theo anh là bé làm tài năng gì ạ? Biểu diễn đá bóng. Trong cái clip thì cũng không có thấy cái gì nữa, chỉ thấy bé là đá banh và thể hiện. Vâng ạ, à, dĩ nhiên rồi. Chương trình tụi em luôn luôn đưa ra những gợi ý nào mà nó thiết thực nhất. Nhưng mà chắc chắn cái đó là sai. Do nói chuyện càng ngày càng dễ hiểu rồi đó. Mấy cái chứng ngại vật đó, nó cũng không có đơn giản mà nó cứ rất là gần. Nhưng mà bé qua rất là ngon lành. Thì bé cũng có khả năng cũng rất là tốt đó. Anh Thành, hãy quay về với anh Thành. Chúng ta không nên nghe những lời suy luận không khoa học dưới gương mặt của cháu bé. Tôi không thể nhắm mắt lại và hình dung được khi cháu ngồi. Vâng, và hiện nay cầu thủ số 5 đang chạy lên dẫn đầu. Vâng, thưa quý vị, vâng. Bóng đang rất là cao, vâng thưa quý vị, và rất nguy hiểm. Anh ta vượt qua hai cầu thủ. Không thể là bình luận gì được. Thành thử ra là tôi nghĩ chỉ có hai xác suất là quấn trống. Đá bóng nghệ thuật thôi. Và quyết định cuối cùng. Biểu diễn đá bóng nghệ thuật. Biểu diễn đánh trống. Đánh trống và đá bóng nghệ thuật. Hãy xem đáp án của chúng tôi là gì. Xin mời bé Nguyễn Trác Quân. Xin mời quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa câu lạc bộ. Dưới gương mặt của cháu bé, tôi không thể nhắm mắt lại và hình dung được khi cháu ngồi. Vâng, và hiện nay cầu thủ số 5 đang chạy lên dẫn đầu. Vâng, mời thưa quý vị, vâng. Không thể là bình luận gì được. United trực tiếp từ sân Emirates giải Ngoại hạng Anh.
lên bắt đầu. Quyền giải bóng đầu tiên thuộc về các đội Arsenal, Japan. Rất hay, Japan đã lưu qua Fellaini, chuyền cho Chamberlain. Chamberlain chuyền cho Weber. Weber sút không vào. Weber đã sút chạm cho Arsenal. Rất đáng tin cho các đội Arsenal. Chamberlain chuyền cho Chamberlain, Chamberlain chuyền cho Wilson. Chamberlain, rất hay, Chamberlain. Vừa rồi là Chamberlain đã bị mất bóng. Rikit chuyền cho Luxo không được. Vừa rồi là một pha bóng va chạm giữa Luxo và Chamberlain, nhưng không có được quả đá phạt nào cho các cầu thủ Manchester United. Ramsey chuyền cho Wilson sút không vào, rất tuyệt. Bóng đá vào cho Luxo. Wilson vừa rồi là một pha tay ngã của Wilson. Luxo không bị lỗi. Không dứt lại nữa kìa đó. Rõ ra là lúc xô không hề phạm lỗi. Lỗi Sắp đi đã thấp lên. Malaysia xuất vào. Malaysia đã có đi số 0-0 cho các cầu thủ Manchester United. Chụp lên. Lại là một lần công cho các cầu thủ Arsenal. Chụp lên. Chụp cho Sắp chết đánh đâu không vào. Rooney đã nâng tỷ số 2-0 cho các cầu thủ Manchester United. Ông bao nhiêu phút cuối cùng của trận đấu. Trận đấu được kết thúc với tỷ số là 2-0 thuộc về các cầu thủ Manchester United. Xin chào và hẹn gặp lại. Con là bình luận viên lâu chưa? Dạ, 1 năm. Con 6 tuổi đã có 1 năm thâm niên trong nghề bình luận viên. Bé nó làm đúng từng khoảnh khắc, chứ không phải là nó nói bậy bạ rồi nó nói cho có. Mà hồi nãy là con thật sự là bình luận một trận bóng đá với cái thái độ đúng của một bình luận viên chuyên nghiệp. Nể. Bởi vì hai đội thi này đoán sai hết rồi, nên con được quyền đưa ra thử thách dành cho hai đội này. Con không biết thử thách nào hết. Con ơi, Con là người ở quê ở đâu hả con ạ? Dạ quê con ở Huế. Trong muôn vàng những cái đội bóng hiện tại thì con thích nhất đội nào? Con thích đội bóng Manchester United. Ồ, trong muôn vàng những cầu thủ đó thì con thích nhất là ai? Dạ Rooney. Tại sao con thích Rooney? Dạ vì Rooney là đội trưởng. Bây giờ chú Thành là con trai nghe ha. Thí dụ mà chú Thành đưa cái đoạn băng khác thì con có bình luận giống như vậy được không? Vào Manchester United và Arsenal thì bình luận được. À, chỉ những cái trận cầu kinh điển thôi. Không phải, tại vì đây là nguyên tắc bình luận là bạn ấy phải yêu thích và nhớ cái số áo của từng cầu thủ trong đội. À, bây giờ tự nhiên biểu đá đội Long An Sài Gòn hay là gì đó, sao người ta thuộc, đúng không? Ước mơ của con lớn lên sau này làm nghề gì? Dạ, lớn lên sau này còn có làm nghề xây dựng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một pha kiến tạo rất là đẹp mắt đến từ đường chuyền của bé dành cho chị Mỹ Linh. Bây giờ với những cậu bé mà cậu ấy rất là thẳng thắn như này, đúng không con? Thì bây giờ mình đã đến đây thi á, mình sẽ phải chọn một trong hai đội. Thế thì giờ cô hỏi con là con về đội nào? Dạ sao cô? Cô này là cô Cẩm Ly, con biết không? Cô Cẩm Ly nha. Dạ. Ờ, cô Mỹ Linh nè, đúng không? Dạ. Yeah. Chú John Huy. À, chú Thành, con thích ai nhất? Dạ chú Thành. Yeah. Vì sao con thích chú Thành? Vì con thích cho chú Thành vậy thôi. Thích vậy thôi. Rồi con. Con em,
con em. Quý vị hãy bình chọn để bé Trắc Quân được vào vòng bán kết. Và thưa quý vị, tiết mục tiếp theo sẽ là một tiết mục hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn. Nhưng trước tiên chúng ta cùng nhau nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Chương trình tìm kiếm tài năng nhí từ 3 đến 7 tuổi. Quy tụ hơn 50 biệt tài nhí. Lần đầu tiên có sự đối đầu giữa Diva Mỹ Linh với danh hài Trấn Thành. Ai là người đoán đúng? Ai là người phải chịu thắng? Đón xem chương trình Biệt Tài Tí Hon được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Quý vị, như vậy kết quả hiện tại đang là 3-0 nghiêng về phía anh Trấn Thành và chị Cẩm Ly. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hát bài vâng Đừng Tuyệt Vọng Tôi Ơi. Biết đâu chừng sẽ là 5-0. Bây giờ hãy đến với đoạn clip sau đây. Là Biệt Tài Tí Hon. Có lẽ những gợi ý vừa rồi vẫn là chưa đủ dành cho 4 bình luận viên. Bây giờ sẽ là thêm 5 gợi ý về tài năng của bé nữa. Xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về màn hình. Đầu tiên đó chính là tài năng biểu diễn piano. Thứ hai, ca hát và biểu diễn violin. Thứ ba, khả năng phân biệt nhạc cụ bằng tai. Thứ tư, ép dẻo. Và thứ năm đó chính là sáng tác nhạc. Chúng ta hãy nhìn vào trong cái gợi ý của ban tổ chức. Dạ. Tại sao có 4 cái về nhạc? Đã có cái bánh dẻo đằng kia. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thưa những bộ óc tinh vi của ban tổ chức, các anh chị trêu ngươi chúng tôi à? Thách thức chúng tôi chăng? Là đó, dẻo đó, cá biệt đó, bạn ngon bạn chọn đi. Đúng không? Đây là một cái bẫy. Đó là một cái bẫy. Ờ, violon, piano, nhạc cụ bằng tay, sáng tác nhạc và ép dẻo. Nghe thấy ghét. Vì vậy cho nên chúng tôi quyết định chọn không để họ lừa chúng tôi. Và ép dẻo. Người ta sẽ nghĩ mình không dám chọn. Đúng không? Không, người ta sẽ nghĩ mình sẽ chọn vì nó rất là khác. Nhưng mà người ta biết là mình cũng đang nghi. Người ta biết là mình sẽ suy nghĩ là ủa đâu có dễ dữ vậy. Tôi cứ theo anh Trấn Thành. Anh ấy 3-0 rồi. Chọn ép dẻo à? Ép dẻo luôn ạ. Ép dẻo. Ép dẻo là quyết định cuối cùng trong ánh mắt tiếc nuối của anh John Huy. Và có cảm giác với biểu diễn violin. Thôi, chúng tôi đổi lại. Hả? Là biểu diễn piano. Piano. Bên kia violin. Wow, bên này thống nhất nha. Chị Mỹ Linh đúng rồi. Dẻo. Huy phân tích hồi ra violin và cuối cùng chị Mỹ Linh chốt piano. Ok. Yes. Bây giờ sẽ là Trương Bảo Anh. Thank you.
Điềm đạm sang trọng quá con ơi. Đây là lúc nói cho khán giả biết tài năng đặc biệt của con là gì. Là hát và đàn. Con mê đờn hay là do là ba mẹ thấy là con nên học thêm một cái môn ngoại khóa nào đó? Con thích. Con thích hả? Con có biết ép dẻo không? Ép dẻo, okay, không. À, như vậy là con bây giờ con sẽ được một cái quyền rất là đặc biệt. Đó chính là con được quyền yêu cầu chú Trấn Thành, cô Cẩm Ly hoặc là cô Mỹ Linh, chú John Huy Trần làm bất cứ việc gì khiến con vui. Nhảy điệu con vịt. Nhảy con vịt luôn. Còn bây giờ á, con có yêu cầu bên này vui thì con yêu cầu cô Cẩm Ly nhảy con chim cút thì nó sẽ lạ hơn. Một con vịt xòe ra hai cái cây, nó kêu là cá 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 cá. Dịch liền vô. Vô xong rồi đó. Bên đây, bên đây con muốn đội này làm gì cho con vui nè? Hát. Hát à? Cô Linh hát nha. Em là hoa hồng nhỏ. Em là hồng nhỏ, con hát với cô nhá. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, mùi hè cười là những nụ hoa, trang sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu lên những vần thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa trời làm mát ngày qua. Hay quá. Ờ, anh ơi, thế bảo anh về đội cô Mỹ Linh nhá. Cô Mỹ Linh dạy cho bảo anh hát nhá. Ừ. Hát hay, đàn, hát bài bên đấy mà hát hay còn hơn. Giỏi là về cô Mỹ Linh là đúng rồi. Chú Anh Quân là nhạc sĩ đấy. Còn chú Huy ờ thì chả liên quan gì cũng chả còn quan tâm. Con sẽ chọn đội nào? Con chọn đội nào? Con về đội chú Trấn Thành. Thưa quý vị, yêu thích bé Bảo Anh, dễ thương, xinh đẹp, xinh, hãy bình chọn cho bé vào bán kết. Đêm thi ngày hôm nay chúng ta đã gần đi đến đích rồi. Còn một thí sinh duy nhất nữa thôi. Hứa hẹn sẽ là một thí sinh vô cùng đặc biệt. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Một cậu bé mới chỉ 4 tuổi nhưng rất đam mê về xe hơi đã đến với chương trình. Cậu bé sẽ trình diễn một khả năng đặc biệt, đó là bịt mắt. Bằng cảm nhận của đôi tay, cậu ấy sẽ đoán ra chiếc xe hơi. Các bạn hãy xem nhé. Bây giờ hãy xem năm gợi ý mà chúng tôi dành cho tất cả các bình luận viên. Xin mời. Đầu tiên đó chính là gì? Chuyên gia xe hơi. Đọc rap về xe hơi. Tạo tiếng động cơ xe hơi bằng miệng. Ca hát. Thần đồng trí nhớ. Ba lựa chọn liên quan đến xe hơi rồi. Phải chăng đây là một cái cánh cửa mở ra cho tất cả các bình luận viên lựa chọn? Bây giờ nếu mà xét về phong thủy thì ca hát để nằm ngay vị trí đắc địa của bánh dẻo. Đúng rồi. Chúng ta hãy loại ca hát ra đầu tiên. Cái thứ hai, thần đồng trí nhớ thì rất có khả năng là tại vì trong cái đoạn clip vừa rồi, nếu mà cháu nó giỏi về xe hơi như vậy mà bây giờ chúng ta chọn chuyên gia xe hơi thì quá thật buồn cười. Đôi khi đó chỉ là chiêu bài cho cha mẹ và các cô chú trong đội ngũ biên tập. Hai bên đã hợp lực lại báo rằng cái thứ nhất con hãy nói thế này, chiếc xe thứ hai con hãy nói thế kia. Đó là khả năng của việc vận dụng trí nhớ. Chính xác. Dạ. Xét trên hai tiêu chí đó, tôi xin được chọn là đọc rap về xe hơi. Sao vậy? Đọc rap về xe hơi à? Nói giỡn với thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Chị Mỹ Linh à? Tôi thì ở nhà anh Quân có chơi xe hơi không chị? Không.
chắc cháu ba cháu con gái không, chắc cũng không có chơi xe hơi luôn. Tôi có con trai đó anh. Bây giờ nói về xe hơi thì không có liên quan đến gia đình chị Mỹ Linh lắm. Trời ơi, đánh trúng làng hay ghê nhá. Bảo người ta ba đứa con gái, ta bảo tôi có con trai kết thì bởi vậy. 100 khán giả trên trường quay thấy cái từ thì bởi vậy nó có ý nghĩa gì không? Em trai. Nghe là đâu có con trai đâu thì mới nói là bởi vậy. Đấy. Đấy thì tại vì là nói suốt thì làm sao mà nghe được người khác nói. Con trai chị có thích nghiên cứu về xe hơi không? Không. Thì cũng là không liên quan. Trời ơi trời. Tôi nghĩ là tạo tiếng động cơ xe bằng miệng thì cái này không thuyết phục. Tôi không cho đấy là biệt tài. À. Tài. Đúng không? John thì sao? Không biết, tại luôn luôn đang coi mấy cái clip xong mình hay bị phá đó. Ai phá John? Ban tổ chức. Như lúc cái tiết mục lúc nãy, ai cũng mình thấy là ép dẻo nó không liên quan đúng không? Đúng. Nhưng mà mình hay bị thu hút về ép dẻo. Đó có thể là một cái bài học rất là quan trọng. Nhưng mà lần này anh cũng nhìn ca hát hoài vì nó không liên quan. Và cuối cùng thời gian suy luận đã hết rồi. Bây giờ là quyết định cuối cùng từ phía hai đội. Chọn ca hát. Ca hát. Thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Đây là theo ý kiến của mẹ của con Thỏ với anh ra. Mẹ con Thỏ không có nói nha. Mẹ con Thỏ nãy có nói rồi. Bây giờ câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị hướng mắt vào sân khấu ạ. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Những Lá Thư Yêu Thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thông thường là các vị thính giả sẽ yêu cầu một ca khúc nào đó và chúng tôi sẽ phát sóng trong chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được một lá thư rất đặc biệt từ một vị thính giả cũng đặc biệt không kém. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị thính giả này các bạn nhé. Alo. Alo. Con ơi, con có thể giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì không nào? Bạn Nguyên Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 4 tuổi. Nguyên Hoàng đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội. Và ngày hôm nay con gọi điện đến chương trình để làm gì? Để hát tặng cho bố mẹ con một bài hát ạ. Vì sao con lại lựa chọn một ca khúc để tặng cho bố mẹ của mình ạ? Tại vì bố mẹ con thích bài hát đấy ạ. Vì bố mẹ thích đúng không? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha. Vâng ạ. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chưa?
đó kìa. Tự dẫn nó vô liền. Trời ơi. Lần đầu tiên tôi mới nghe người ta hát live mà fade out. Trời ơi. Cái bảy bánh dẻo á, giờ thả lại cái bảy ca hát á. Tương kế tụ kế. Đó, bởi vậy. Ê Quy, ê chính ra nãy giờ là anh sai 5 lần luôn á Quy. Mình tính là anh sai hết luôn á cưng. Con đáng yêu quá. Hay nhất nữa là cái đoạn mà con ra, con nhìn vô cửa sổ. Đài radio đã phát được nửa tiếng đồng hồ. Thì con mới nghe điện thoại mà con vẫn trò chuyện được với cái chú ở trong kia. Hát nhạc bình thường thì nói làm gì? Bolero. Cho chú làm thêm một bài nữa đi. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời vênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, lên đường dài thật dài, ta mặc tình trong trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thủ lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Bên đội của cô là đoán chúng là con hát rồi. Bây giờ con đố chú Thành với cả cô Ly làm gì đi. Ý, bây giờ con với cô Linh song ca một bài. Đấy. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Cô Linh à. Cành nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người dễ duyên, lắm cầu mong em đổ bến cho yên một mong thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em không sâu bao lời khuyên. Đúng là tài năng. Hay quá. Cảm ơn con. Không ai nghĩ luôn, 4 tuổi mà chỉ thích nhạc bolero. Ở đâu ra, tại sao, trời ơi. Con có thích bài kêu là gì? Sâu tất cả không? Con biết hát bài đấy. Hai ba. Sau tất cả, mình lại trở về với ba. Tưởng như chưa bắt đầu, tưởng như là vực mãi quê. Sau tất cả, trời ơi. Cha đặc biệt một điều là con chỉ mới có 4 tuổi thôi. Đúng rồi. Nhưng con hát rất không đồng. Con phải phát ao nữa. Ờ, phát ao. Thì con phải phát ao. Phải đúng không? Phải phát ao mới hợp lý. Quá giỏi luôn, 4 tuổi rồi. Thôi tôi cũng lạy ông. Con chọn đội nào con? Chọn đội này. Chọn đội này. Chọn đội này. Trời ơi, đâu mà hát hay dữ vậy nè trời. Các cô chú yêu mến, bình chọn cho Nguyên Hoàng giùm em. Và giây phút hồi hộp cũng đã gần tới rồi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một số hình ảnh rất là dễ thương của các bé trong đêm thi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua 5 phần thi của 5 biệt tài nhí trong tập 3. Đầu tiên, cô bé tóc ngắn Minh Minh khuấy động sân khấu với bài hát Tự tin là chính tôi. Cô bé Thu Giang nhẹ nhàng uyển chuyển trong bài múa Tình yêu màu nắng. Lần đầu tiên xuất hiện bình luận viên bóng đá nhỏ tuổi nhất gác quân trên sân khấu biệt tài tí hon. Bảo Anh khoe tài vừa đàn violon vừa hát trong ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Với giọng hát cao vút, biểu cảm đáng yêu, cậu bé Mai Nguyên Hoàng chinh phục hoàn toàn ban bình luận và khán giả. Ai sẽ là thí sinh ghi tên mình vào vòng bán kết? Chúng ta sẽ biết kết quả ngay sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon.
luật chơi của chúng ta đó chính là sẽ có 5 tài năng nhí. Các em sẽ lần lượt thể hiện tài năng của mình. Và chỉ có một tấm vé để bước vào đêm bán kết. Và tấm vé này sẽ dành cho tài năng nhí nào nhận được lượt bình chọn cao nhất từ 100 khán giả tại trường quay. Hãy gặp gỡ lại 5 tài năng nhí của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời ạ. Và bây giờ là số điểm của các con. Xin mời bạn điểm. Và tên của tài năng nhí giành tấm vé và đến bán kết đó chính là Mai Nguyên Hoàng, 79 điểm. Và giải thưởng dành cho bé chiến thắng đó chính là 20 triệu đồng. Và dĩ nhiên chúng tôi không thể nào quên được sự đóng góp của Sim. Cảm ơn Cẩm Ly ạ. Và quý vị thân mến, như vậy chương trình Biệt Tài Tí Hon đến đây là kết thúc rồi. Chương trình Biệt Tài Tí Hon được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Bên kia là công chúa thích kìa, thì bên đây tôi cũng có hoàng tử sơn ca vậy. Cái đội biên tập của Biệt Tài Tí Hon này là chúa lừa luôn. Bây giờ em là không tin chương trình nữa. Em đặc biệt là không tin Ngô Kiến Huy nữa. À, tại sao chúng ta không múa ở hồ tràm, hồ cốc, múa ở hồ sen? Biệt tài của cô ta có thể là... Mời quý vị và các bạn đón xem tập 4 Biệt Tài Tí Hon được phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017 trên kênh VTV3.